Hôm nay là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và một thông tin vui dành cho hàng triệu cán bộ công chức viên chức và những người đang công tác ở trong lực lượng vũ trang. Đó là tiền lương của quý vị sẽ tăng lên khi mà từ hôm nay thì lương cơ sở sẽ tăng thêm 60.000 đồng mỗi tháng. Sau khi tăng thêm 60.000 đồng thì lương tương đương khoảng 5% thì lương cơ sở hiện nay sẽ là 1.210.000 đồng một tháng. Trong khi đó thì mức tăng của lương hưu nhỉnh hơn một chút với mức 8%. Để có thể tăng lương đợt này thì ngân sách phải có 11.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 6.000 tỷ là ngân sách địa phương, số còn lại là ngân sách trung ương. Một số ý kiến cho rằng là lộ trình cải cách tiền lương đang khá chậm, trong khi số người hưởng lương hiện tương đối nhiều và thu nhập từ lương là chính, nên đời sống của người làm công ăn lương thì vẫn còn khó khăn. Và người ta thường có câu là lương công chức ba cọc ba đồng, bởi vậy mà tăng được đồng nào thì có lẽ quý đồng ấy. Dù sao thì với mức tăng này thì những người có hệ lương từ 2,34 trở lên ít nhất là sẽ được tăng thêm khoảng 140.000 đồng một tháng. Tại thành phố đắt đỏ thì chỉ cần thêm 20.000 đồng chúng ta đã có thể mua được rất nhiều thứ. Ví dụ như là 1 kg gạo loại thường, một cái bánh mì kẹp thịt loại ngon cho bữa trưa, hay là một cốc cà phê đá, 4 hộp sữa chua cho những đứa trẻ, hay là 1 cân rau, tùy chọn có thể nấu thành 2 bữa cho gia đình và rất nhiều những thứ khác nữa. Vâng, chị Huyền đang nói về giá trị của 20.000 chúng ta có thể mua được gì. Tôi lấy ví dụ là ở một quốc gia được cho là có mức sinh hoạt phí đắt đỏ như là Nhật Bản thì số tiền 20.000 đồng tương đương với khoảng 100 yên thì cũng rất có giá trị. Vì vậy mà nếu đến Nhật Bản thì chúng ta sẽ có thể thấy rất nhiều những cửa hàng đồng giá 100 yên ở trên các tuyến phố. Và nổi bật trong số đó là chuỗi cửa hàng Daiso với hình thức kinh doanh độc đáo, hàng hóa đa dạng và đánh trúng tâm lý nhu cầu của người tiêu dùng thì chỉ trong một thời gian ngắn, Daiso đã trở thành chuỗi cửa hàng 100 yên mạnh nhất, được ưa thích nhất tại xứ sở hoa anh đào. Và không chỉ dừng lại trong phạm vi Nhật Bản thì hiện tại Daiso cũng đã vươn mình ra thị trường quốc tế và trong đó có Việt Nam của chúng ta.